Tròn 18 tuổi, ông Vi Hoa Lư tham gia cách mạng. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, đến nay ông Lư đã ở tuổi 93. Cả một đời cống hiến cho Đảng, nay vinh dự được tỉnh ủy Đắk Nông trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, ông Lư xúc động nhớ lại ngày vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết nạp vào Đảng thì vào cái lúc đó là ở ngoài miền Bắc là lạnh lắm. Cho nên đứng trước cờ cứ rung cái này, chào cờ cứ rung cái này thôi. Lạnh và vừa mừng, vừa lo. Đấy, nói thật thế đấy. Cho nên nó rất là cảm động. Mình thấy cái tuổi mình còn ái này kia, được vinh dự đứng của hàng ngũ của Đảng. Đấy, thế cho nên là phấn khởi. Hôm nay, sống trong thời bình nhưng trong mỗi lão thành cách mạng, ký ức của một thời tuổi trẻ đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc luôn hiện hữu. Tôi đi bộ đội là tháng 8 năm 71 và là lính lái xe tăng ở chiến trường Quảng Trị. Và năm 72 thì tôi bị thương. Sau đó là sau khi tháng 6 năm 73 kết nạp thì chúng tôi lại tiếp tục là vừa huấn luyện. Và năm 75 thì đơn vị tôi được đánh vào Sài Gòn và chiếm ngay Dinh Độc Lập, đó là Lữ đoàn 203 xe tăng thiết giáp. Với các đảng viên, tấm huy hiệu được Đảng trao tặng vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm càng cao. Chúng tôi thấy rằng đây là cái phần quà mà rất là vinh dự tự hào. Và đặc biệt bản thân tôi hiện nay là 72 tuổi thì chúng tôi nguyện làm sao đó kiên trung với Đảng, phấn đấu theo Đảng và đến cùng. Và đặc biệt là làm sao đó để về sau này con cháu mình là noi theo đời ông, đời cha. Năm nay là đúng là 50 năm theo Đảng, trong đó là tuổi đời là, lúc bây giờ tôi vào Đảng là tôi mới có 22 tuổi thôi. Nên là phấn đấu cho đến giờ, nói chung là từ năm 70 cho đến giờ, liên tục. Lúc nào cũng chỉ có phục vụ nhà nước thôi, chứ không làm gì tư lợi gì cho cá nhân cả. Đảng bộ phường Nghĩa Trung hiện có 510 đảng viên, trong đó có 106 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng từ 30 năm tuổi Đảng trở lên, trong đó có một đảng viên 75 năm tuổi Đảng. Tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên đã trở thành nét đẹp, tô điểm thêm niềm tự hào về Đảng. Lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ điều kiện là một đợt sinh hoạt chính trị rất là sâu rộng đối với lại đảng bộ và nhân dân, đặc biệt là đối với cấp ủy chúng tôi. Và cho đến giờ các bác các chú ấy thực sự là những cái tấm gương để chúng soi rọi cho chúng tôi tiếp tục tiếp bước và kế cận.